có danh tiếng, rồi bắt đầu đến xây dựng sự nghiệp, rồi sau đó mới đến giàu có. Đấy là ba cái thứ tự nha. Uy tín chính là gì ạ? Là danh tiếng, là người ta nhìn mình cảm thấy tin cậy hơn. Nhiều người nhìn thấy mình tin cậy, nhiều người tin tưởng mình, tức là mình có danh tiếng đấy. Mà để bán được hàng thì tức là cái người bán hàng đó phải uy tín thì người ta mới mua. Chúng ta hay là mọi người cứ thích là tôi phải học cái nghề rồi xong rồi tôi mở cơ sở thật to, đấy là sự nghiệp ngay lập tức ấy, mà không tập trung vào phát triển bản thân mình này, xây dựng sự uy tín của mình này, thì có giàu không? Bạn nhìn mới xem 100 ông đến 95 ông đều chết. Tập trung ngay vào kiếm tiền, trong khi chúng ta không hề tập trung vào bản thân.